đây thiệt á hả? Ừ. Tiên hai đứa mặc đồ đôi giống nhau á. Tại từ trước đến giờ đâu có tiền mua đồ đâu, thôi xin đồ cũ người ta mặc không à. Có mua cũng chưa chắc gì tôi mặc hết trơn á. Tôi đâu có thương chị. Thực ra thì nghĩ đi nghĩ lại chị cũng biết điều đó, cái gì đẹp nhất chị cũng dành cho tôi hết, tại vì em đẹp hơn chị mà. Biết là chị nói đúng mà sao thấy kỳ kỳ vậy ta? Chị nói thiệt đó, từ trước đến giờ ai cũng thích em hơn chị. Đương nhiên rồi, tại cái mặt của chị ấy, lúc nào cũng khó đăm đăm, ai mà ưa cho nổi nè. Thiệt, trong khi đó tôi thì lại rất là cute. Mà ngộ ha, mắc mớ gì sinh đôi là phải giống nhau đúng không? Đúng. Sinh đôi thì phải có đứa giỏi đứa dở đúng không? Đúng. Ừ, chắc chị ghét tôi lắm hả? Không có ghét, nhưng mà thấy em hơi phiền thôi. Tào xem rắc rối quá à. Mà cách đây mấy ngày á thì hết rồi. Sao tự nhiên hết vậy? Bây giờ chị mới nhận ra là chỉ có gia đình với lại người thân của mình là quan trọng nhất. Em cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị.